Thời gian rồi Thành đã review khá nhiều máy của Milwaukee và chắc chắn là nhiều anh em muốn sở hữu một trong những con máy rất ngon lành của Milwaukee đúng không ạ? Một hãng hàng đầu trên thế giới hiện nay. Thì Milwaukee vừa rồi mới ra một cái chương trình khuyến mãi mà Thành cho là cực kỳ hấp dẫn luôn, đó là siêu khuyến mãi Pro Pack. Cụ thể là khi mà anh em mua một cái thân máy M12 bất kỳ thì anh em sẽ được quyền mua thêm một cái Pro Pack, tức là một cái gói mà nó sẽ gồm một cái túi, một cục pin 2 chấm, một cục sạc, một đôi bao tay chống cắt, một cái kiếng đó, với giá là 499.000. Cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? Giá chưa bằng một cục pin 2 chấm nữa mà là có bao nhiêu là đồ cho anh em luôn. Và còn hấp dẫn hơn nữa, khi anh em mua bất kỳ một thân máy M18 nào của Milwaukee, anh em có quyền mua thêm cái gói Pro Pack M18, gồm có một cái túi nè, một cục sạc pin 18V, một đôi bao tay, một cái kiếng và đặc biệt một cục pin 4 chấm M18. Và tổng gói này chỉ có 999.000 thôi, trong khi là cục pin 4 chấm này nè, anh em mua lẻ đã là 1.6 triệu rồi ha. Mà anh em mua cái gói Pro Pack này á, giá quá tốt luôn. Có rất nhiều thứ đầy đủ cho anh em xài. Đó, đồ nghề, dụng cụ bảo hộ này kia rất ngon lành mà giá quá tốt. Pro Pack M12 giá 499, còn Pro Pack M18 giá 999. Wow. Có thể vừa rồi Thành nói nó hơi nhanh, anh em chưa theo dõi kịp, thì bây giờ Thành sẽ vào chi tiết hơn nữa từng món ở trong các gói một. Đầu tiên là gói M12 Pro Pack nhé. Bỏ các cái thân máy 12 này qua một bên nè. Đây đều là các thân máy 12V của Milwaukee, gọi là M12 đó. Chúng ta có nhiều loại lắm nha. Cái thân máy khoang pin M12 FPD nè, đó, một thân máy rất tốt nè. Dòng bắn vít nè, dòng bắn vít của Milwaukee cực kỳ được ưa chuộng nè, M12 FID nè. Đó. Máy khoan búa, rồi máy rút đinh tán. Nhiều lắm, Thành đã review rất nhiều. Đó. Tất cả những cái thân máy khác Thành đã từng review, nếu là dòng M12 thì anh em đều có quyền mua cái gói M12 Pro Pack này. Nó gồm có gì ạ? Một cái túi nè. Đó, cái túi này để đựng máy luôn, đựng đồ nghề. Khóa kéo rất là bự nha anh em. Đây anh em thấy nè, khóa kéo bự thì nó sẽ bền. Đó, khóa kéo này kéo rất là trơn tru nè. Đồ Milwaukee làm tốt quá ha. Đó, ở trong cái viền của cái túi này thì có khung thép. Đó, cho nên là khi mà anh em kéo ra nó rất là dễ và nó định hình rất là tốt. Trong cái túi này anh em để vô được mấy cái món này luôn ha. Kèm theo chúng ta có một pin M12B2 là 2.0 Ah. Cục pin nhỏ nhỏ này nè, Thành mở ra cho anh em coi luôn. Với cục pin 2 chấm này thì anh em đã có thể xài máy được rồi. Nếu như là nhu cầu của anh em không có cần phải xài liên tục thì anh em chỉ cần một cục pin này thôi là anh em cũng xài được một cái máy trong cả buổi trời rồi ha. À, có cục pin rồi. Rồi, chúng ta có gì nữa? Chúng ta có một cục sạc. Đây, cục sạc này. Sạc cho dòng ra là 3 Ah. Chuyên sạc pin 12V của Milwaukee. Đó. Rồi chúng ta có gì? Một đôi bao tay chống cắt của Milwaukee, rất đẹp. Chống cắt level 1. Đó, ngon lành. Đó, phủ lớp chống trượt, chống cắt luôn. Khá tốt đấy. Và món cũng rất là hay, đó là cái kiếng này nè anh em. Đó, cái kiếng này anh em xài, anh em có thể dùng để chạy xe máy luôn cũng được á. Kiếng rất đẹp ha. Kiếng này có một cái túi đi kèm ở bên đây. Đó, một cái túi này để đựng kiếng. Thú vị ha. Đó, anh em để kiếng vào đây, anh em xài lúc mà chúng ta mài, chúng ta cắt các thứ, sử dụng bất kỳ dụng cụ gì cũng nên đeo cái kiếng này vào để bảo vệ mắt hết. Trong gói này nếu như anh em mua lẻ từng món á, thì để Thành tính giá sơ sơ cho anh em coi ha. Cục pin này nè, 2 chấm này là anh em mua đã là 550 rồi. Cục sạc này là 800, là 1.350 rồi.
thêm bao tay nè, kiếng nè, và cái túi này tính sơ sơ mỗi cái ví dụ 100.000 đi, 100.000 là rẻ lắm rồi đó, thì là cũng là 1.650.000 rồi cho nguyên cái bộ này mà chỉ có 499 thôi, thì nó chưa bằng cục pin này nữa, nên là quá rẻ luôn ha anh em. Còn đây là gói M18 Pro Pack. Khi mà anh em mua một cái thân máy bất kỳ đó, ví dụ thân máy bu lông hay là thân máy bắn vít, khoang hay là máy thổi M18, tất cả những thân máy bất kỳ M18 thì anh em sẽ được quyền mua cái gói M18 Pro Pack này với giá 999 nha. Gồm có một cái túi nè đó, cái bao tay như nãy Thành nói rồi, cái kiếng đó ha, rồi cục pin 4 chấm và cái cục sạc này đó. Tính sơ sơ về giá thì cục pin này đã là 1.600.000 nếu mua lẻ, cục sạc này là 1.100.000, là đã 2.700.000 rồi ạ. Thêm ba món này coi như sơ sơ là 300.000 đi, thì là đã là 3.000.000 rồi. Nhưng mà khi mà anh em mua cái kiểu combo Pro Pack M18 này thì nó chỉ có 999 thôi, rẻ gấp 3 lần ha, quá là ok luôn. Đó, anh em chỉ cần mua một cái thân máy M18 bất kỳ là được mua thêm cái gói này với giá 999, pin 4 chấm. Gói này còn rẻ hơn mua lẻ một cục pin hay là mua lẻ một cục sạc nữa luôn á, quá hời luôn ha anh em. Nên đây là thời điểm vàng để anh em có thể sở hữu cho mình một cái máy Milwaukee mà anh em đã yêu thích bấy lâu nay. Và anh em phải nhanh tay bởi vì số lượng có hạn, khi mà số lượng quà hết thì chương trình sẽ kết thúc nha anh em. Cho nên là chúng ta phải tranh thủ cơ hội mua càng sớm càng tốt nha. Để mua hàng thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em mua hàng trực tiếp trên website kết nối tiêu dùng.vn, hoặc anh em gọi vào số hotline của kết nối tiêu dùng. Mua hàng kết nối tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng Milwaukee, tất cả đều bảo hành 1 năm chính hãng hết nha anh em. Có bất kỳ thắc mắc gì về máy móc thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, kênh nó tiêu dùng sẽ giải đáp cho anh em. Hàng thì kênh nó tiêu dùng ship toàn quốc. Và anh em lưu ý là trong tháng 1 này cũng có chương trình free ship cho đơn trên 2.000.000. Cho nên là khi mua bất kỳ những cái máy của Milwaukee nào thì chắc là anh em cũng sẽ được free ship, tại vì máy Milwaukee thì chắc trên 2.000.000 hết rồi. Cuối cùng cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Đừng quên cho một like cũng như là bấm nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ một chương trình khuyến mãi nào, bất kỳ một video clip nào về máy móc trong tương lai của kênh nó tiêu dùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.